tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị đến với bản tin sáng của ngày 16 tháng 6. Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý như sau. Các thị trưởng thành phố thúc giục chính phủ liên bang hãy bỏ ứng dụng ArriveCan. Can doanh số bán nhà giảm 22% trong tháng 5 do lãi suất tại hạ nhiệt thị trường nhà ở. Giá nhà trung bình đã giảm 13% kể từ tháng 2. Canada gửi cho Ukraine các nòng pháo có trị giá 9 triệu đô la. Ba trường đại học đạt điểm cao trên bảng xếp hạng toàn cầu nhưng U of T không còn đứng hàng đầu ở Canada. Chi phí giữ trẻ cao ở Ontario có thể kéo dài suốt mùa hè. Quebec xem xét lại luật lao động vì ngày càng có nhiều trẻ em bị tai nạn nghề nghiệp hai công dân Mỹ bị mất tích, trong đó có một người gốc Việt làm giấy lên nghi vấn họ có bị bắt ở miền đông của Ukraine không? WHO cân nhắc việc đặt tên mới cho bệnh đầu mùa khỉ. Học sinh tiểu học tại Alaska bị cho uống keo dán sang thay vì sữa tại chương trình học của trường. Tùng Liên Phòng Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share cho nhiều người quen để giới thiệu chương trình này tới nhiều người hơn. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Sau đây Hoàng Anh sẽ mở đầu về bản tin chi tiết. Các thị trưởng thành phố thúc giục liên bang bỏ ứng dụng ArriveCamp. Các thị trưởng của các thành phố sát biên giới, các nhà lãnh đạo ngành du lịch, cùng nhiều người dân đang kêu gọi chính phủ bỏ ứng dụng Arrive Can vì các quy tắc nghiêm ngặt của Canada đang khiến khách du lịch không muốn tới Canada nữa. Hai thị trưởng Ontario ở các thành phố phụ thuộc vào du lịch xuyên biên giới, thị trưởng Mike Bradley của Sanya và thị trưởng Jim Diodari của Niagara Falls đã thúc giục chính phủ liên bang hành động vì quy trình thông quan đang khiến quá nhiều người bức xúc và khó chịu. Cả ông Bradley và ông Diodati và Estelle Mazzi là thị trưởng của cộng đồng biên giới San Bernard de la ở phía nam Montreal, cũng như những người ủng hộ các cửa hàng miễn thuế nói rằng các quy tắc này đang cản trở du lịch qua biên giới và ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế địa phương của họ. Trong khi đó, các quy tắc tương tự không hề tồn tại đối với khách du lịch vào Hoa Kỳ, đặc biệt là khi Ottawa chuẩn bị dỡ bỏ yêu cầu tiêm chủng COVID-19 đối với các chuyến du lịch quốc tế từ Canada kể từ 20 tháng 6. Doanh số bán nhà ở Canada giảm 22% trong tháng 5 do lãi suất hạ nhiệt thị trường nhà ở. Thị trường nhà ở của Canada đã tiếp tục hạ nhiệt vào tháng trước khi Hiệp hội Bất động sản của đất nước nhận thấy doanh số bán nhà giảm gần 22% kể từ năm ngoái, và gần 9% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5. Hiệp hội bất động sản Canada cho biết, trên cơ sở điều chỉnh theo năm và không theo mùa, doanh số bán hàng đạt mức 53.720 căn, giảm từ 68.598 căn vào tháng 5 của năm 2021. Doanh số điều chỉnh theo mùa trong tháng là 42.649, giảm từ 46.644 vào tháng 4. Sự điều tiết được đưa ra sau khi đất nước bước vào năm 2022 với giá cả tăng vọt và tốc độ bán nhà chóng mặt, khiến các tỉnh và chính phủ liên bang phải để mắt đến một loạt các biện pháp hạ nhiệt. Tỉnh Ontario, chẳng hạn, đã tăng thuế đối với người mua nhà không cư trú lên 20% từ 15% vào tháng 3 và đã mở rộng chính sách ra toàn tỉnh thay vì chỉ ở khu vực Greater Golden Horseshoe nhưng lãi suất vay và lãi suất thế chấp tăng mới là yếu tố chính dẫn tới đợt giảm này, theo các nhà kinh tế. Doanh số tháng 5 đã giảm ở 3 phần tư thị trường địa phương, dẫn đầu là các khu vực như là Lower Mainland ở British Columbia, Calgary, Edmonton, Greater Toronto Area, Đại đô thị Toronto và Ottawa. Hiệp hội hiện dự kiến sẽ có 568.288 bất động sản được sang tay trong năm nay, giảm 14,7% so với kỷ lục năm 2021 nhưng vẫn là con số hàng năm cao thứ hai từ trước đến nay. Hiệp hội dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm thêm 2,8%, đạt mức 552.403 căn nhà vào năm 2023. Hiệp hội bất động sản dự báo giá nhà trung bình trên toàn quốc sẽ tăng 10,8% hàng năm lên 762.386 đô la vào năm 2022 và dự kiến các mức tăng lớn nhất sẽ nằm ở các tỉnh vùng Maritime Ontario và Quebec. Sau đó thì giá nhà trung bình trên toàn quốc sẽ tăng thêm 3,1% lên mức 786.282 đô la vào năm 2023. Trong khi đó, giá bán nhà trung bình đã giảm 13% kể từ tháng 2. Thị trường nhà ở của Canada đã tiếp tục hạ nhiệt so với tốc độ bùng phát của đại dịch vào tháng 5. Và giá trung bình của một ngôi nhà Canada được bán trong tháng là 711.000 đô la, giảm hơn 100.000 đô la trong 3 tháng qua. Hiệp hội bất động sản Canada cho biết, giá trung bình của một ngôi nhà được bán trên MLS vào tháng trước là 711.000. Con số này giảm hơn 13% so với mức cao nhất mọi thời đại là 816.720 đô la được thiết lập vào tháng 2 năm 2022. Hiệp hội bất động sản cho biết con số giá trung bình nhà có thể gây hiểu nhầm vì nó dễ bị làm lệch bởi doanh số bán hàng ở các thị trường đắt đỏ lớn như là Toronto và Vancouver. Nếu bỏ qua Toronto và Vancouver khỏi phép tính, thì giá trung bình của một ngôi nhà Canada được bán vào tháng 5 là 588.500 đô la. Ngân hàng Trung ương Canada có khả năng tăng lãi suất thêm 0,75% vào tháng tới. Các nhà kinh tế cho biết, việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tăng lãi suất cơ bản lên 3 phần 4 điểm phần trăm, đó là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994, đã làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương Canada làm một điều tương tự vào tháng tới. Hôm thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo họ sẽ tăng mức lãi chuẩn từ 1,5% đến 1,75% để kiềm chế lạm phát tăng vọt. Trong khi đó, thì Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất thêm nửa điểm trong hai lần tăng lãi suất gần đây, và các nhà kinh tế cũng tin rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng lãi suất theo Hoa Kỳ. Các nhà kinh tế tại CAPC cũng cảm thấy tương tự về tỷ lệ tăng 3 phần 4 điểm phần trăm, tức là sẽ tăng 0,75 phần trăm lãi suất ở Canada. Ngoài ra thì họ tin rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng lên 2,75% trong năm nay trước khi tốc độ tăng trưởng giảm và mức lạm phát có thể thuyết phục cho các ngân hàng giảm mức tăng. Canada gửi cho Ukraine các nòng pháo thay thế trị giá trên 9 triệu đô la. Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand cho biết Canada gửi cho Ukraine 10 nòng thay thế để có thể duy trì hoạt động cho các súng đại bác M777 với chi phí khoảng 9 triệu đô la, các nòng này sẽ được sử dụng với vũ khí chống tăng Carl Gustav từ kho dự trữ của lực lượng vũ trang Canada và hơn 20.000 viên đạn mà Canada đã nhận được từ Hoa Kỳ để hỗ trợ cho Ukraine phòng thủ. Bà Anna đã công bố lô hàng thiết bị quân sự mới nhất khi đang tham dự cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Mỹ. Quốc gia nào sẽ mở cửa đón khách du lịch chưa được tiêm phòng từ Canada? chính phủ liên bang sẽ dỡ bỏ quy định về vắc xin đối với việc đi lại bằng đường hàng không kể từ ngày 20 tháng 6, cho phép những du khách chưa được tiêm phòng sẽ được bay lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021. Nhưng mà không phải tất cả các điểm đến đều cho phép các du khách chưa tiêm chủng vào nước của họ. Ví dụ như Hoa Kỳ và Úc vẫn yêu cầu khách du lịch nước ngoài xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng đầy đủ các quốc gia khác có thể áp đặt các yêu cầu cách ly hoặc là xét nghiệm đối với những khách du lịch chưa được tiêm phòng. Một số quốc gia đã mở cửa cho khách du lịch chưa tiêm phòng, bao gồm Vương quốc Anh, Ý, Cuba, Mexico, Jamaica, Cộng hòa Dominica. Đối với Cộng hòa Dominica thì bạn không cần phải cung cấp kết quả xét nghiệm, nhưng mà nếu có tài liệu này thì bạn sẽ không phải xét nghiệm ngẫu nhiên. Trong khi đó thì Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ đều cho phép người dân Canada chưa tiêm chủng vào nước nhưng họ cần phải cung cấp bằng chứng xét nghiệm âm tính. Liên quan đến chi phí giữ trẻ ở tỉnh Ontario, chi phí giữ trẻ cao ngất ngưỡng ở Ontario có thể kéo dài trong những tháng mùa hè khi một số thành phố tự quản tiếp tục đại tu các chiến dịch giữ trẻ 10 đô la một ngày vào năm 2025. Trong 11 tuần kể từ khi chính phủ Ontario ký một thỏa thuận trị giá 13,2 tỷ đô la với chính phủ liên bang, các nhà quan sát cho biết các thành phố tự quản đang chật vật để tạo ra một chương trình mới trước thời hạn tháng 9 và tình trạng này dẫn đến việc đổ lỗi cho nhau xem ai mới là người chịu trách nhiệm. Vậy chính xác số tiền mà phụ huynh dự kiến sẽ nhận lại được dưới hình thức giảm giá vào tháng 5 nằm ở đâu? Các quan chức của Bộ Giáo dục nhấn mạnh rằng tỉnh đã phân bổ kinh phí cho các thành phố trực thuộc trung ương và hiện đang chờ các thành phố chuyển kinh phí cho các nhà chăm sóc trẻ em. Một quan chức nói rằng các nhà điều hành cần đăng ký chương trình thông qua các thành phố tự quản và tiền sẽ được chuyển đến các nhà điều hành từ các thành phố. Tỉnh cho biết một số thành phố tự trị chẳng hạn như là Durham, South St. Mary, Greater Sudbury và Manitoulin Sudbury hiện đang cho phép các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ đăng ký trợ cấp. Nhưng tỉnh không cho biết có bao nhiêu nhà điều hành đã đăng ký hoặc là bao nhiêu phụ huynh ở những vùng này đã thực sự nhận được check giảm giá. Các thành phố tự trị khác, chẳng hạn như là thành phố Toronto, có hơn 1.000 ngôi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trong mạng lưới của mình, vẫn đang tiến hành triển khai và còn chưa mở quy trình đăng ký. Sally McNamee, là tổng giám đốc các dịch vụ dành cho trẻ em của Toronto, cho biết, các chi tiết ban đầu bao gồm hướng dẫn của Bộ Giáo dục, tính đủ điều kiện và lịch trình đã được chia sẻ với các nhà điều hành, trong khi một cuộc họp đang được lên kế hoạch vào ngày 22 tháng 6 để thảo luận về các lựa chọn tham gia. Đơn kiến nghị yêu cầu thay đổi Amber Alert sau vụ việc cậu bé ở tỉnh Ontario chết ở sông. Hàng chục ngàn người đã ký vào một bản kiến nghị, kêu gọi thay đổi hệ thống Amber Alert của tỉnh sau khi một cậu bé 11 tuổi ở Ontario được tìm thấy đã chết trên sông vào hôm thứ hai. Thi thể của cậu bé đã được phát hiện ở sông Schoolgod gần Lindsay, Ontario, sau khi cậu đi lang thang khỏi nhà khoảng 24 giờ trước đó. Raven Graham là cậu bé với chứng tự kỷ, đã trốn ra khỏi nhà trong khi cha cậu đang cạo râu vào sáng chủ nhật, đó là lần cuối cùng cậu bé được nhìn thấy. Sau chuỗi sự kiện tàn khốc này, Kat Reed đến từ Hamilton đã tạo một bản kiến nghị để tạo Raven Alert cho những trẻ em tự kỷ và dễ bị tổn thương hoặc là có nhu cầu đặc biệt bị mất tích. Hiện tại thì Amber Alert là chương trình cảnh báo khẩn cấp đặc biệt dành riêng cho việc tìm kiếm sự trợ giúp của cộng đồng khi một đứa trẻ bị bắt cóc. Việc phát hành một cảnh báo Amber là một chuyện quan trọng. Trường hợp phải đáp ứng các hướng dẫn cụ thể để có một cảnh báo Amber, trang web của cảnh sát tỉnh cho biết. Những hướng dẫn đó bao gồm việc các cơ quan tin rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã bị bắt cóc Chúng đang gặp nguy hiểm. Có sẵn thông tin mô tả và sau đó một cảnh báo ngắn được đưa ra để giúp xác định vị trí đứa trẻ. Nhưng khi cậu bé Graham mất tích, không có Amber Alert vì cậu không bị bắt cóc. Tuy nhiên, hơn 30.000 người muốn thay đổi điều đó cho những trường hợp trong tương lai như trường hợp này. Trong khi đó, những người khác đang thúc giục bản kiến nghị làm thêm nữa và bao gồm cả những người trên 18 tuổi. Bản kiến nghị này đang hướng tới 35.000 chữ ký. Cơn bão tháng 5 chết chóc đã gây ra thiệt hại được bảo hiểm trị giá 720 triệu đô la. Trận bão quét qua miền nam Ontario và tỉnh Quebec vào tháng 5 đã gây ra thiệt hại được bảo hiểm trị giá hơn 875 triệu đô la. Đó là theo các ước tính ban đầu do Cục Bảo hiểm Canada công bố vào thứ Tư. Thiệt hại ở tỉnh Ontario được ước tính lên đến hơn 720 triệu đô la. Trong khi đó, cơn bão được ước tính đã gây ra thiệt hại trị giá 155 triệu đô la ở tỉnh Quebec. Cơn bão đổ bộ qua miền Nam Ontario và Quebec vào ngày 21 tháng 5 đã giết chết tổng cộng 11 người. Ba trường Đại học Canada đặt hạng cao trong một bảng xếp hạng mới toàn cầu, University of Toronto không còn đứng đầu Canada. Một bảng xếp hạng mới về các trường đại học tốt nhất trên thế giới đã bao gồm các trường của Canada, nhưng mà Đại học Toronto đã bị xoáy ngôi khỏi vị trí trường tốt nhất tại Canada. QuarkcoreRelacement gọi tắt là QS đã công bố bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS cho năm 2023 với hơn 1.400 cơ sở đào tạo sau trung học tại 100 địa điểm trên khắp thế giới. Trong bảng xếp hạng cho năm 2023, 20 trong số 31 trường đại học Canada đã xuất hiện trong danh sách năm ngoái, hiện nay đã tụt hạng trong danh sách năm nay, bao gồm cả Đại học Toronto. Và điều này đã dẫn tới Đại học McGill trở thành trường đại học đứng đầu tại Canada, xếp hạng thứ 31 trên thế giới và xếp hạng đầu trong Canada. Trường tiếp theo của Canada là Đại học Toronto, hiện được xếp ở vị trí thứ 34 nhưng mà đã từng là trường đại học số 1 của Canada trong bảng xếp hạng năm 2022, đứng thứ 26 vào thời điểm đó. Sau đó là Đại học PC, University of PC, được xếp hạng là tốt nhất thứ 47 trên thế giới. University of Alberta đứng ở vị trí 110, University of Montreal thì đứng ở vị trí 116, McMaster University đứng ở vị trí 152, University of Waterloo đứng thứ 154 và Western University đứng tại vị trí 172 trên thế giới. Ngoài ra, nhiều trường đại học Canada đã lọt vào danh sách của năm 2023 bao gồm Đại học Ottawa, Đại học Calgary, Đại học Queen, Đại học Dalhousie, Đại học Simon Fraser, Đại học Victoria, Đại học Laval trường đại học York và đại học Saskatchewan. Nếu mà bạn tò mò trường đại học nào đứng hạng nhất trên thế giới, thì xứng thưa Học viện Công nghệ Massachusetts là cái tên ở vị trí đầu trong danh sách các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Tiếp theo là Đại học Cambridge, Đại học Stanford, Đại học Oxford và Đại học Harvard. Cảnh báo mưa được dỡ bỏ tại Alberta khi mà hệ thống di chuyển về phía Bắc Saskatchewan. Môi trường Canada đã kết thúc tất cả các cảnh báo về lượng mưa lớn tại Alberta khi mà hệ thống thời tiết di chuyển theo hướng đông để đến Saskatchewan. Cơ quan thời tiết cho biết các khu vực trong tỉnh đó, bao gồm Buffalo, Nero, Leron và Meadow Lake, có thể có lượng mưa từ 50mm cho tới 70mm. Với cảnh báo gió giật lên tới 90km h vẫn còn có hiệu lực ở vùng đông nam Alberta và tây nam của Saskatchewan môi trường Canada cho biết gió dự kiến sẽ dịu đi vào cuối đêm thứ tư. Quebec xem xét lại luật lao động vì ngày càng có nhiều trẻ em bị tai nạn nghề nghiệp. Bộ trưởng lao động của Quebec là ông Jean Boulay cho biết chính phủ sẽ xem xét lại luật quản lý điều kiện làm việc cho trẻ em do có báo cáo về sự gia tăng lao động trẻ em trên toàn tỉnh gia tăng kể cả số lượng trẻ em bị thương tại nơi làm việc. Ông Lê đã yêu cầu một ủy ban hãy xem xét báo cáo rằng hàng ngày có nhiều trẻ em từ 11 cho tới 14 tuổi tham gia vào lực lượng lao động do tình trạng thiếu lao động gia dặn. Ủy ban bao gồm các công đoàn lớn và các nhóm sử dụng lao động đã đề nghị chính phủ điều tra. Không giống như các tỉnh bang khác, Quebec không có độ tuổi lao động tối thiểu. Ví dụ như ở British Columbia thì độ tuổi lao động tối thiểu đã được nâng lên vào năm 2021 từ 12 lên 16 tuổi với một số ngoại lệ. Tuy nhiên thì ông Boulay cho biết việc Quebec thiếu độ tuổi lao động tối thiểu không có nghĩa là tỉnh khuyến khích các trẻ em đi làm việc vất vả trong điều kiện không an toàn. Ông cho biết tỉnh có các luật kiểm soát công việc mà trẻ em có thể thực hiện. Theo một bàn an toàn tại nơi làm việc của tỉnh Quebec cho biết vào năm 2021, 203 trẻ em dưới 16 tuổi đã bị chấn thương khi đang làm việc, tăng 36% so với năm 2020, khi đó chỉ có 149 trường hợp bị thương. Một trung tướng đã nghỉ hưu của Canada bị buộc tội tấn công tình dục. Cảnh sát quân sự của Canada đã buộc tội trung tướng vừa nghỉ hưu là Trevor Cadio với hai tội danh tấn công tình dục. Trong khi đó thì ông đã được chọn để lãnh đạo quân đội vào cuối năm ngoái. Tổng tư lệnh của lực lượng Canada đã công bố cáo buộc trong một thông cáo báo chí vào hôm thứ tư. Cho biết, các cáo buộc do cơ quan điều tra quốc gia của lực lượng Canada đưa ra. Vấn đề liên quan đến các sự việc được cho là đã xảy ra tại Royal Military College of Canada ở Kingston vào năm 1994. Các cáo buộc bắt nguồn từ một vụ cưỡng hiếp được cho là có từ thời ông Cadio còn là học viên sĩ quan tại Royal Military College of Canada, Kingston vào năm 1994. Ông Cadio hiện đang ở Ukraine và đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao cho quân đội Ukraine sau khi đột ngột rút lui khỏi lực lượng Canada vào tháng 4 trong một tuyên bố, ông Cadio cho biết ông sẽ trở lại và sẽ hợp tác với quá trình tư pháp. Trước đây, ông đã nói rằng những cáo buộc chống lại mình là sai. Ông Cadio từng được cho là sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội Canada vào năm ngoái, nhưng lễ thay đổi tư lệnh đã bị hoãn lại do cuộc điều tra về các cáo buộc chống lại ông được bắt đầu vào tháng 10 năm 2021. Người da màu có khả năng bị cảnh sát Toronto sử dụng vũ lực cao hơn là người da trắng. Người da màu có nguy cơ đối mặt với bạo lực cao hơn từ 1,2 đến 1,6 lần khi tương tác với cảnh sát Toronto vào năm 2020. Ngoài ra thì cư dân da đen có nhiều khả năng bị cảnh sát chĩa súng vào người hơn là người da trắng, kể cả khi họ tỏ ra không có vũ khí. Sau khi xem xét hơn 900 vụ sử dụng vũ lực liên quan đến cảnh sát Toronto vào năm 2020, cảnh sát trưởng James Raymer đã phải đưa ra lời xin lỗi công khai về những gì ông nói là phân biệt đối xử có hệ thống. Dữ liệu cho thấy rằng, trong một vụ việc cưỡng chế như là bắt giữ hoặc là khi phát lệnh phạt vi phạm nghiêm trọng cấp tỉnh, những người da màu không chỉ chiếm nhiều trường hợp hơn mà mức độ bạo lực mà cảnh sát sử dụng với họ cũng có xu hướng nghiêm trọng hơn. Đánh giá cho thấy, 39% số người mà cảnh sát Toronto sử dụng vũ lực chống lại vào năm 2020 là người da đen. Trong cùng năm đó, chỉ có 24% số người mà cảnh sát Toronto tương tác là người da đen, có nghĩa là cư dân da đen có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế cao gấp 2,2 lần. Trong khi đó, kể cả khi sở hữu vũ khí, những người da trắng có khả năng cao hơn là 1,4 lần sẽ được cảnh sát xử lý bằng các biện pháp không gây tử vong như là dùng vũ lực, súng bắn đạn hơi, dùi cui hoặc là súng điện. So với cư dân da trắng, cư dân da đen có nguy cơ bị cảnh sát chĩa súng vào khi cưỡng chế cao hơn 1,5 lần, trong khi người Đông Á hay Đông Nam Á có nguy cơ cao hơn 1,6 lần và người Nam Á có khả năng bị cảnh sát chĩa súng vào cao gấp 2 lần. Về phần mình, Cảnh sát trưởng Toronto James Raymer cho biết, dữ liệu đã xác nhận những gì mà các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc đã nói trong nhiều thập kỷ, và cảnh sát đã không làm đủ để sửa chữa những bất công đó. 130 con mèo được phát hiện chết trong tủ đông lạnh ở miền Bắc tỉnh BC. Tổ chức chống bạo hành động vật SPCA của tỉnh British Columbia đang điều tra vụ giam giữ động vật lớn nhất trong năm nay. Gần một tuần sau khi phát hiện 130 con mèo chết bên trong ba tủ đông lạnh tại một xe kéo ở Vanderhoof cách Prince George khoảng 100 km về phía Tây. Sáu ngày sau, các nhân viên kiểm soát động vật thực hiện một lệnh khám xét khác trên một chiếc xe kéo do cùng một người sở hữu ở Fort St. James, cách Vanderhoof khoảng 60 km về phía bắc. Ở đó, họ tìm thấy 120 con mèo và ba con chó Chihuahua sống trong điều kiện không an toàn và bẩn thỉu. Một sĩ quan cho biết, lối vào và hành lang dẫn đến các phòng ngủ được bao phủ bởi nhiều lớp chất thải và toàn bộ xe kéo rất nóng và nồng nặc mùi ammoniac do sự tích tụ của nước tiểu thải đặc đến nỗi ủng bị tuột ra sau vài bước vì quá dính. Mùi hôi cũng đã khiến các sĩ quan bị bỏng mắt. Cơ quan cứu hộ động vật cho biết hầu hết những con mèo đều trốn trong tủ bếp, tủ lạnh và đồ đạc trong nhà. Chúng cũng mắc nhiều bệnh, bao gồm các bệnh về răng miệng và hô hấp và nhiều bệnh ở da. Tổ chức chống bảo hành động vật đã lấy một số thi thể của những con mèo đã chết từ Vanderhoof và sẽ tiến hành phẫu thuật mổ xác chúng để xác định nguyên nhân cái chết. Sức khỏe của Đức Giáo Hoàng đang là một mối quan tâm lớn, nhưng mà chuyến đi đến Canada vẫn không thay đổi. Bộ trưởng về Bộ quan hệ giữa người bản địa và đại diện của Vương quốc Anh tại Canada, ông Mark Miller hôm thứ Tư cho biết, chuyến đi sắp tới của Đức Thánh Cha Francis tới Canada sẽ vẫn không thay đổi vào lúc này, nhưng mà sức khỏe của Đức Giáo Hoàng là một mối quan tâm rất lớn. Bình luận của ông Miller được đưa ra sau khi Tòa Thánh Vatican đưa ra thông báo vào tuần trước rằng Đức Giáo Hoàng 85 tuổi sẽ thay đổi lịch cho chuyến đi sắp tới đến châu Phi để tránh làm gián đoạn liệu pháp dành cho đầu gói của Ngài. Chuyến đi của Đức Thánh Cha tới Congo và Nam Sudan đã được lên kế hoạch từ ngày 2 tới ngày 7 tháng 7, chỉ vài tuần trước khi Ngài đến Canada để gửi lời xin lỗi tới người dân bản địa vì vai trò của giáo hội công giáo trong việc điều hành các trường học dân cư. Mưa dông có thể gây ra lũ lụt cho một phần của phía nam Interior, tỉnh PC. Cư dân và chủ sở hữu bất động sản của khu vực phía nam Interior tại tỉnh PC đang được yêu cầu chuẩn bị cho khả năng xảy ra lũ lụt do có dự báo về mưa dông, sen lẫn với mưa và nắng khu vực Okanagan Similkameen sẽ có nguy cơ lũ lụt đáng kể do nhiệt độ mát hơn và tuyết tan chậm và đồng thời mưa có thể làm tăng dòng chảy của các con sông. Thành phố Kelowna đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào cuối ngày thứ ba khi Mission Creek đã xảy ra tình trạng tràn bờ và gây ngập lụt cho nhiều con đường, sân và tầng hầm. Tại Spawood, thì tình trạng khẩn cấp tại địa phương vẫn được duy trì với hai công viên, nhà di động và một số tài sản khác trong tình trạng báo động sơ tán do mực nước sông El dần cao. Ngoài ra, thì trung tâm khí tượng cũng đã hạ cấp các cảnh báo lũ ở đông nam của tỉnh PC. Bất chấp các điều kiện chung được nới lỏng, thông tin khẩn cấp tỉnh PC cho biết lũ lụt cục bộ ở phần phía nam của tỉnh đã dẫn tới cảnh báo sơ tán ở vùng nông thôn Grand Falls cảnh báo ở phía tây Tullamin và ở Harrison Mills phía tây của Hope, cũng như cảnh báo lũ lục cục bộ được ban hành ở làng Lumbee. Cập nhật về tình hình COVID tại Canada, tính tới tối ngày 15 tháng 6, Canada báo cáo có thêm 3.526 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 tại Canada hiện nay là 3.905.314 ca và có thêm 959 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay thì có 303.556 ca còn bệnh, có thêm 53 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 41.602 tính đến nay. Cho đến nay đã có hơn 85,8 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,7 triệu người hay là hơn 85,6% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 82,1% dân số đã tiêm hai liều hơn 90% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 86,4% đã tiêm hai liều. Hơn 49% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ với mũi tiêm tăng cường. Trên 18,7 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay kế bên để theo dõi các video tiếp theo. Rất cảm ơn quý vị. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Nga thành lập nhóm các quốc gia G8 mới, trong đó có Iran và Trung Quốc. Hai công nhân Mỹ bị mất tích, trong đó có một người gốc Việt làm giấy lên nghi vấn họ bị bắt giữ ở miền đông của Ukraine. Phát hiện vụ rò rỉ khí mê tan lớn nhất thế giới tại một mỏ than ở Nga, Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc bằng cách gọi eo biển Đài Loan là một tuyến đường thủy quốc tế. Báo cáo của Mỹ cho thấy có gần 400 vụ tai nạn xe hơi tự động trong vòng chưa đầy một năm. Trung Quốc nói rằng họ có thể đã phát hiện tín hiệu từ nền văn minh ngoài hành tinh. Nồi ru em bé ngủ cáo buộc khiến cho 14 trẻ em tử vong trong vòng 12 năm. WHO cân nhắc việc đặt lại tên mới cho bệnh đậu mùa khỉ nghi phạm trong vụ xả súng ở Buffalo khiến cho 10 người thiệt mạng bị cáo buộc tội ác hận thù liên bang. Học sinh tiểu học tại Alaska bị cho uống keo dán sàn nhà thay vì là sữa theo chương trình học của trường. Luật điện ảnh mới của Việt Nam yêu cầu phim nước ngoài phải gửi kịch bản rút gọn. Và sau đây Hoàng Anh mở đầu bản tin thế giới liên quan tới nhóm G8 do Nga khởi xướng thành lập. Nga thành lập các nhóm quốc gia G8 mới với Iran và Trung Quốc Nga được cho là đang trong quá trình thành lập nhóm các quốc gia G8, G8 mới để đáp trả mối quan hệ kinh tế bị sẵn nứt với Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây như là Canada. Nhóm G8 được cho là sẽ bao gồm Nga cùng với 7 quốc gia không tham gia vào cuộc chiến của các lệnh trừng phạt là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Mexico, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Vyacheslav Volodin, người đứng đầu Duma Quốc gia Nga, tức là Hạ viện của Nga, cho biết trên Telegram, các nước này muốn phát triển đối thoại và quan hệ cùng có lợi với Nga, trên thực tế là nhóm các quốc gia G8 mới. Theo đó, ông Volodin khẳng định, các nền kinh tế của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada sẽ tiếp tục sụp đổ dưới áp lực của các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Vào tháng 3 năm 2014, Nga đã bị đình chỉ vô thời hạn khỏi nhóm G8 sau khi sắp nhập bán đảo Crimea. Do đó, trên diễn đàn chính trị đã được chuyển thành G7. Năm 2017, Nga đã tuyên bố rút khỏi G8 vĩnh viễn. Tuy nhiên, Nga vẫn tham gia nhóm các nền kinh tế lớn hơn là G20. Và tình trạng này đã gây ra lo ngại cho nhiều quan chức sau cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Putin. Indonesia sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11, nơi Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhận lời mời tham dự từ Tổng thống Joko Widodo. Và tiếp theo là một số diễn biến chính về tình hình Nga-Ukraine trong ngày. Hai công dân Mỹ đã bị mất tích, trong đó có một người gốc Việt làm giấy lên ghi vấn họ đã bị bắt giữ ở miền đông Ukraine. Hai công dân Mỹ đến Ukraine với tư cách là chiến binh tình nguyện chống lại lực lượng Nga đã bị mất tích một tuần và các thành viên trong gia đình lo ngại rằng họ có thể đã bị bắt giữ. Alexander Truk, 39 tuổi, một cựu chiến binh chiến tranh Iraq và Andy Tài Ngọc Huỳnh, 27 tuổi, từng phục vụ trong thủy quân lục chiến, đã liên lạc lần cuối với gia đình của họ vào ngày 8 tháng 6 và đã không trở về sau một nhiệm vụ xung quanh khu vực Kharkiv, miền đông Ukraine gia đình và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thông tin rằng hai công dân nước này đã bị Nga bắt làm tù binh vẫn chưa được xác định. Nếu cặp đôi này bị bắt, họ sẽ là những công dân Mỹ đầu tiên được xác nhận là bị bắt làm tù binh chiến tranh kể từ khi Tổng thống Nga Putin ra lệnh xâm lược nước láng giềng Ukraine. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng nói rằng nếu các báo cáo là đúng sự thật, Mỹ sẽ làm mọi thứ có thể để đưa họ trở về. Quân đội Mỹ cho biết các đồng minh cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine nhiều hơn nữa. Sau cuộc họp hôm thứ Tư với 50 đồng minh tại Brussels, các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cho biết hàng chục quốc gia đang tham gia cùng với Mỹ trong việc tăng cường cam kết hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine nhằm chống lại sự xâm lược của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xuất hiện cùng tướng quân đội Mark Milley. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thông báo rằng Pentagon ngủ giác đài sẽ gửi 1 tỷ đô la Mỹ vũ khí để giúp Ukraine nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía đông Donbass. Gói viện trợ thứ 12 được Tổng thống Biden phê duyệt kể từ tháng 8 sẽ bao gồm pháo tầm xa, pháo hỗ trợ tên lửa, tên lửa chống hạm Harpoon và nhiều loại pháo và đạn dược thông thường hơn. Các đồng minh của Mỹ cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine. Tướng Milley cho biết người Nga đã đánh bại người Ukraine ở Donbass một số ước tính chỉ ra rằng tỷ lệ là 20 chọi 1 về vũ khí. Nhưng người Ukraine vẫn tham gia vào các cuộc giao tranh theo từng căn nhà một tại khu vực đó. Gần 2 phần 3 trẻ em Ukraine phải rời bỏ nhà cửa của mình. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết, gần 2 phần 3 trẻ em Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa của mình, thậm chí nhiều gia đình đôi khi phải bỏ lại những người cha chiến đấu trong chiến tranh một số gia đình đã chuyển đến miền tây ukraine nơi tương đối yên bình trong khi những gia đình khác đã chạy qua biên giới sang ba lan hoặc là đến các quốc gia khác theo bà afghan khan là giám đốc khu vực châu âu và trung á của unicef cho biết tổn thương và nỗi sợ hãi có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em trẻ em buộc phải rời khỏi nhà bạn bè đồ chơi và đồ đạc quý giá các thành viên trong gia đình và đối mặt với sự không chắc chắn về tương lai sự bất ổn này đang cướp đi tương lai của bọn trẻ các lực lượng Nga đã đám bom bừa bãi vào các thành phố của Ukraine, đôi khi cắt đứt các hành lang di tản nhân đạo. Kết quả là ít nhất 277 trẻ em đã thiệt mạng và 456 người khác bị thương. Công ty IKEA bán nhà máy ở Nga và đóng cửa các cửa hàng Chuỗi công ty khổng lồ nội thất toàn cầu IKEA hôm thứ Tư cho biết họ sẽ bán 4 nhà máy của mình ở Nga và thanh lý hàng tồn kho trong 17 cửa hàng do các vấn đề về chuỗi cung ứng và cuộc chiến ở Ukraine. Công ty do Thụy Điển thành lập đã tạm dừng hoạt động ở Nga một tuần sau cuộc xâm lược. Họ sẽ giảm mạnh lực lượng lao động và sẽ tiếp tục trả lương cho nhân viên cho đến cuối tháng 8. IKEA cũng đã tạm dừng các hoạt động ở Belarus là nước láng giềng và đồng minh mạnh nhất của Nga. Quan chức Liên Hiệp Quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do chiến tranh ở Ukraine sẽ làm tăng lượng người di dời ở mức kỷ lục. Theo người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết, một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực gây ra bởi cuộc chiến Ukraine sẽ khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa ở các nước nghèo hơn, khiến mức độ di cư toàn cầu tăng cao hơn nữa. Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 89,3 triệu người đã buộc phải di dời trên toàn thế giới do hậu quả của cuộc đàn áp, xung đột lạm dụng và bạo lực vào cuối năm 2021. Kể từ đó, thì hàng triệu người khác đã phải rời khỏi Ukraine hoặc là di dời trong biên giới của đất nước. Việc tăng giá cả liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc bị chặn có thể sẽ còn gây ra nhiều sự dịch chuyển hơn nữa ở những nơi khác. Nhìn chung thì số lượng người phải di dời đã tăng lên mỗi năm trong thập kỷ qua, hiện con số này đã cao hơn gấp đôi so với 42,7 triệu người phải di dời vào năm 2012. Phản ứng của Liên minh châu Âu đối với các cuộc khủng hoảng người tị nạn là không công bằng theo người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên hiệp quốc Ông đã so sánh sự tranh luận giữa các quốc gia về việc tiếp nhận các nhóm nhỏ người di cư qua địa trung hải bằng thuyền với sự hào phóng của các nước châu Âu trước những người tị nạn Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2. Phát hiện vụ rò rỉ khí mê tàn lớn nhất thế giới tại một mỏ than ở Nga một mỏ than ở vùng hảo lánh của Nga đang phun ra một lượng lớn khí nhà kính rất mạnh, được coi là vụ rò rỉ khí mê tàn lớn nhất từng được phát hiện từ một cơ sở đơn lẻ. Theo dữ liệu mới từ GHGSAT, đó là một công ty sử dụng vệ tinh để theo dõi rò rỉ khí mê tàn từ không gian, cho thấy mỏ Raspaskia ở vùng Kemerovo ở miền nam của nước Nga đang thải ra gần 90 tấn khí mê tàn mỗi giờ. Công ty cho biết họ đã phát hiện 13 chùm khí mê riêng biệt trong một lần đi qua của vệ tinh vào ngày 14 tháng Giêng năm 2022 và quan sát thấy nhiều chùm khí hơn vào những ngày tiếp theo. Theo người sáng lập và chủ tịch của JHG Sát, nói với CNN hôm thứ Tư rằng rò rỉ vào ngày 14 tháng Giêng không phải là tai nạn xảy ra một lần. Công ty đã phát hiện ra những rò rỉ liên tục từ cơ sở trong suốt 5 tháng vừa qua. Theo JHG Sát cho biết, nếu bạn tiếp tục phát hiện khí thải với tốc độ tương tự trong một năm, thì mỏ than sẽ thải ra hơn 760.000 tấn khí mê tan, tương đương với lượng khí tự nhiên cần thiết để cung cấp năng lượng cho 2,4 triệu ngôi nhà trong một năm. Khí mê tan rất khó phát hiện vì nó không nhìn thấy được và không có mùi. Công ty JHJ Sát hiện nay đang sử dụng 6 vệ tinh có quang phổ kế, có độ phân giải cao để giúp nhìn thấy khí mê tan và có thể xác định chính xác nguồn rò rỉ. hoa kỳ phản đối trung quốc bằng cách gọi biển đài loan là một tuyến đường thủy quốc tế hoa kỳ hôm thứ ba đã ủng hộ tuyên bố của đài loan rằng eo biển ngăn cách hòn đảo này với trung quốc là một tuyến đường thủy quốc tế là một động thái phản bác lại việc bắc kinh tuyên bố thực thi chủ quyền đối với con đường chiến lược Trước đó một ngày thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan và đồng thời gọi đây là một yêu sách sai lầm khi mà một số quốc gia gọi eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế. Trong bình luận hôm thứ Ba, người phát ngôn của Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một email với Reuters Eo biển Đài Loan là một tuyến đường thủy quốc tế, có nghĩa là eo biển Đài Loan là một khu vực mà các quyền tự do trên biển được bảo đảm theo luật pháp quốc tế. Sau đó thì hôm thứ Tư, Thủ tướng Đài Loan đã khẳng định rằng eo biển này là hoàn toàn không phải là biển nội địa của Trung Quốc. Trong khi đó, văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết chính quyền Đài Bắc đang hợp tác với các lực lượng bên ngoài để làm tăng mức phức tạp của vấn đề. Eo biển Đài Loan là nguồn căng thẳng quân sự thường xuyên kể từ năm 1949. Trong những năm gần đây, thì tàu chiến của Hoa Kỳ và đôi khi là của cả các quốc gia đồng minh như là Anh và Canada đã đi qua eo biển này, khiến cho Bắc Kinh tức giận. Trung Quốc cũng chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình và coi hòn đảo này là một phần vốn có của lãnh thổ Trung Quốc. Tiến sĩ Anthony Fauci xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang có các triệu chứng nhẹ. Tiến sĩ Anthony Fauci một trong các thành viên chính của đội phản ứng Covid-19 của tòa Bạch ốc và là cố vấn y tế cho Tổng thống Joe Biden đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm thứ tư và hiện đang có các triệu chứng nhẹ. Tiến sĩ Fauci, 81 tuổi, đã được tiêm phòng đầy đủ và đã nhận được hai mũi tiêm nhắc lại theo một thông báo từ Viện Y tế Quốc gia. Cơ quan này cho biết gần đây ông đã không tiếp xúc gần với Tổng thống Biden hoặc là bất kỳ quan chức chính phủ cao cấp nào. Hiện nay thì tiến sĩ Fauci đang cách ly làm việc tại nhà, ông sẽ quay lại viện y tế quốc gia khi xét nghiệm âm tính, tuyên bố cho biết. Ngoài vai trò là cố vấn về y tế, ông Fauci còn là giám đốc của viện quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm, một bộ phận của viện y tế quốc gia. Tiến sĩ Fauci đã được bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trong năm 2020 của tạp chí Time. Báo cáo của Mỹ cho thấy gần 400 vụ tai nạn xa hơi tự động trong vòng chưa đầy một năm. Các nhà sản xuất xa hơi đã báo cáo gần 400 vụ tai nạn của các phương tiện xe có hệ thống hỗ trợ người lái tự động một phần. Trong đó thì 273 vụ liên quan đến xe của Tesla, theo số liệu thống kê do các cơ quan quản lý an toàn của Mỹ công bố vào hôm thứ Tư. Các vụ tai nạn của Tesla đã xảy ra khi các phương tiện đang sử dụng chế độ lái tự động, được gọi là Full Self-Driving, tự lái hoàn toàn. Hệ thống điều khiển hành trình, nhận biết giao thông hoặc các hệ thống hỗ trợ người lái khác có một số quyền kiểm soát tốc độ và tay lái. Công ty có khoảng 830.000 xe với các hệ thống được thiết lập trên đường. Nhà sản xuất xe hơi tiếp theo trong số hàng chục nhà sản xuất báo cáo các vụ tai nạn là Honda với 90 vụ. Honda cho biết họ có khoảng 6 triệu xe trên các con đường của Mỹ với hệ thống như vậy. Tiếp theo là xe Subaru với 10 vụ tai nạn và tất cả các nhà sản xuất xa hơi khác đều báo cáo có 5 vụ trở xuống. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ cũng cho biết 5 người đã thiệt mạng trong những vụ va chạm liên quan đến hệ thống hỗ trợ người lái và 6 người đã bị thương nặng. Cơ quan này cũng đã sử dụng dữ liệu để tìm cách thu hồi, mở các cuộc điều tra và cung cấp thông tin cho các báo cáo hiện có. Số vụ tai nạn của Tesla có thể cao vì hãng này sử dụng công nghệ viễn thông để giám sát các phương tiện của mình và nhận báo cáo vụ tai nạn theo thời gian thực tế. Các nhà sản xuất xe hơi khác thì không có khả năng như vậy, vì vậy báo cáo của họ có thể đến chậm hơn hoặc là tai nạn xe có thể không được báo cáo. Theo cơ quan an toàn giao thông cho biết, cơ quan này cũng yêu cầu các công ty đang bán xe tự hành hoàn toàn báo cáo những vụ tai nạn và có 25 công ty đã báo cáo trong tổng số 130 vụ. Waymo, đơn vị phát triển công nghệ xe tự hành của Google, dẫn đầu với 62 vụ tai nạn. Tiếp theo đó là Transdev Alternative Services với 34 vụ tai nạn và Cruise LLC với 23 vụ đã được báo cáo. Trung Quốc nói rằng họ có thể đã phát hiện tín hiệu từ nền văn minh ngoài hành tinh. Bộ khoa học Trung Quốc cho biết họ đã thu được tín hiệu trên một trong những kính thiên văn của họ cho thấy đó có thể là dấu hiệu của một nền văn minh ngoài hành tinh. Các nhà khoa học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh nói rằng, các tín hiệu đã được xác định vào đầu năm nay trên kính viễn vọng Sky Eye, khổng lồ của đất nước và gọi các tín hiệu là đáng ngờ. Theo nhà khoa học chính của nhóm tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất, được đồng sáng lập bởi Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đài quan sát, Thiên văn quốc gia thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc và Đại học California ở Berkeley cho biết các tín hiệu điện tử giải hẹp đã khác với các tín hiệu thu được trước đó. Tuy nhiên, các tín hiệu đáng ngờ có thể là kết quả của nhiễu sóng vô tuyến. Trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng cần phải điều tra thêm. Nhưng điều bí ẩn là báo cáo đã bị xóa khỏi trong trang web nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn mà không có lời giải thích. Mặc dù vậy, tin tức đã được một số hãng truyền thông bao gồm cả các trang tin nhà nước của Trung Quốc đưa tin. Tên chính thức của kính thiên văn Sky Eye được sử dụng trong nghiên cứu là kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 m gọi tắt là FAST, và nó là kính thiên văn vô tuyến một đĩa lớn nhất trên thế giới, với đường kính 500 m tương đương với 30 sân bóng đá, theo trang web của kính thiên văn mô tả. Một trong những mục tiêu khoa học được liệt kê của nó là tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Nôi ru em bé ngủ bị cáo buộc khiến 14 trẻ em tử vong trong vòng 12 năm. Các quan chức an toàn người tiêu dùng Hoa Kỳ đang cảnh báo các bậc cha mẹ không sử dụng nôi để ru con trẻ của mình ngủ, sau khi họ đã phát hiện có ít nhất 14 báo cáo về trường hợp trẻ em tử vong liên quan đến các sản phẩm nôi ru ngủ, chủ yếu của công ty Fisher-Price. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ CPSC đã đưa ra một cảnh báo chung cùng với Fisher-Price vào thứ Ba, trong đó nêu chi tiết 13 trường hợp tử vong từ năm 2009 đến năm 2021 – Liên quan đến sản phẩm Infant to Toddler Rockers và Newborn to Toddler Rockers, những sản phẩm này đã được công ty Fisher-Price bán hơn 17 triệu chiếc kể từ những năm 1990. Một ca tử vong khác đã được báo cáo vào năm 2019 liên quan đến một đứa trẻ sơ sinh nằm bên trong nôi ru ngủ Bright Stars Rocker do Kids2 sản xuất. Kids 2 đã bán được hơn 1,8 triệu chiếc trên toàn thế giới kể từ năm 2012. Cha mẹ và người chăm sóc không bao giờ được sử dụng các sản phẩm như là nôi ru ngủ, ghế lắc lư, núm vú giả và xích đu em bé để ru trẻ sơ sinh ngủ. Trẻ sơ sinh cũng không nên sử dụng các sản phẩm này mà không có người giám sát, không được cố định hoặc để trẻ một mình với các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm vì nguy cơ ngạt thở. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ CPSC và các công ty cảnh báo. Ủy ban CPSC gần đây đã quy định rằng các sản phẩm dành cho giấc ngủ của trẻ sơ sinh phải có gốc bề mặt ngủ từ 10 độ trở xuống. Quy tắc sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 6. WHO cân nhắc việc đặt tên mới cho bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO cho biết họ đang cân nhắc việc đổi tên cho virus đau mùa khỉ trong bối cảnh có hơn 1.600 ca mắc bệnh đã được xác nhận trên toàn thế giới. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Tổng Giám đốc của WHO cho biết tổ chức này đang làm việc với các đối tác và các chuyên gia trên khắp thế giới để thay đổi tên của virus đậu mùa khỉ, các nhóm của nó và căn bệnh mà nó gây ra. Trong một báo cáo được phổ biến, thì các chuyên gia cho biết virus gây bệnh đầu mùa khỉ là MBXV hiện có hai nhóm hay là các sinh vật đến từ một tổ tiên chung và do đó có di truyền chung. Đã được cộng đồng y tế công nhận, chúng bao gồm nhóm Tây Phi và cụm Trung Phi hoặc còn gọi là lưu vực sông Congo. Các chuyên gia virus học gợi ý rằng virus và các nhóm của nó nên được phân loại là MPXV nhóm 1 2 và 3 được đặt tên theo thứ tự phát hiện. Đối với sự lặp lại hiện tại của virus đang lan rộng trên toàn cầu thì tác giả đề xuất với cái tên HMPXV với ký hiệu H mà các nhà khoa học tin rằng nguồn gốc có thể là từ con người. Nghi phạm trong vụ xả súng ở Buffalo khiến cho 10 người thiệt mạng bị cáo buộc tội ác hận thù liên bang Bộ Tư pháp hôm thứ Tư đã công bố cáo buộc tội ác hận thù liên bang đối với kẻ tình nghi xả súng trong vụ thảm sát nhắm mục tiêu cụ thể vào các nạn nhân da đen tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo khiến cho 10 người thiệt mạng. Với 26 tội danh, bao gồm 10 tội giết người, chuyên job Hayden Gendron, 18 tuổi, đủ điều kiện để nhận bản án tử hình nếu bị kết tội các nhà chức trách đã cáo buộc rằng vào một thời điểm trong cuộc tấn công ác liệt, tại súng trên đã nhắm khẩu súng trường kiểu tấn công của hắn vào một nhân viên da trắng tại Top Friendly Market, nhưng mà hắn đã đột ngột xin lỗi và quay đi để tìm kiếm các nạn nhân da đen khác. Sau khi Gendron bị bắt tại hiện trường, các nhà chức trách đã thu giữ khẩu súng trường được sử dụng trong vụ tấn công và phát hiện nó được đánh dấu bằng những lời chế nhạo chủng tộc tên của những kẻ xả súng hàng loạt khác và các tuyên bố khác bao gồm đây là sự đền bù thiệt hại của bạn khi khám xét nhà của Chandran tại Conklin, New York một ngày sau khi vụ nổ súng xảy ra các nhà điều tra liên bang đã tìm được một bức thư viết tay trong đó Chandran được cho là đã xin lỗi gia đình và khẳng định hắn ta là hành động vì tương lai của chủng tộc da trắng Học sinh tiểu học tại Alaska bị cho uống keo dán sang thay vì là sữa tại chương trình học của trường. Giám đốc của một khu học nhánh hôm thứ Tư cho biết hàng chục trẻ em và hai người lớn đã phục vụ keo dán sàn thay vì là sữa trong chương trình chăm sóc ban ngày mua hè tại một trường tiểu học ở Alaska. Vụ việc xảy ra trong khi các học sinh trong chương trình chăm sóc ban ngày của trường tiểu học Glacier Valley ở Juneau, Alaska đang được phục vụ sữa sáng, chương trình dành cho trẻ em từ 5 cho tới 12 tuổi tất cả các mặt hàng thực phẩm bao gồm cả sữa và máy phân phối đều do một nhà thầu cung cấp và được phục vụ bởi nhân viên. Đồ ăn buổi sáng được bay ở trên khay và học sinh sẽ mang chúng lên bàn để ăn. Ngay sau đó thì các học sinh đã bắt đầu phàn nàn rằng sữa có mùi vị không tốt và gây ra cảm giác bỏng rác trong miệng và cổ họng. Ít nhất có một em học sinh đã được điều trị tại bệnh viện. Sau khi khu học nhánh và nhân viên hợp đồng xem lại nhãn của hộp đựng thì họ đã phát hiện ra túi sữa bằng nhựa trong suốt được đặt trong máy phân phối thực phẩm thực chất là một loại keo dán sàn có màu trắng giống như sữa. Liên quan đến ngành điện ảnh tại Việt Nam, luật điện ảnh mới của Việt Nam yêu cầu phim nước ngoài phải gửi kịch bản rút gọn. Theo luật điện ảnh mới được sửa đổi của Việt Nam quy định, cá nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam phải cung cấp bản tóm tắt của kịch bản đầy đủ và kịch bản chi tiết cho các cảnh quay tại Việt Nam. Theo đó, luật quy định tổ chức Cá nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam phải sử dụng dịch vụ do cơ sở chiếu phim Việt Nam cung cấp. Nếu phim sử dụng bối cảnh ở Việt Nam thì phải được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch cấp phép. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải bao gồm kịch bản tóm tắt của phim và kịch bản chi tiết các cảnh quay tại Việt Nam bằng tiếng Việt. Luật cũng quy định trước khi phát hành phim trên mạng, đơn vị sản xuất phải phân loại, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và thông báo với Bộ Văn hóa danh sách phim sẽ chiếu trên mạng. Luật điện ảnh sửa đổi đã được thông qua hôm thứ Tư với 90% phiếu bầu tại quốc hội. Nó sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của gia kim trên thị trường tài chính. Hôm nay thì một gia kim bằng 0,7723 Mỹ Kim và bằng 0,7418 Euro. Một gia kim bằng 18.049 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 23.000 276 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI 116,4 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 119,5 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1830,94 Mỹ kim một ounce. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chương trình. Trên kênh Culture Channel có các video tin tức được cập nhật hàng ngày, cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like phản hồi và chia sẻ để giúp phổ biến chương trình này tới nhiều người hơn tuấn liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt